Phan Văn Lợi là lao động Việt Nam trong Tao Má Té thành phố Nam Quân, Hàn Quốc. Lăng song bí năm dệt ai cò bằng mét nở nam hỏi nước chiều mặt ngân củ cớn chơ bày cánh mi cốt ngân cóp hôm. Lăng chơ lô mốt hợp đồng ai lời còn lưu tròn ba Việt Nam vầy do hà phê dệt bóng rú lau Hàn Quốc dệt về. Chơ rú Hàn Quốc hừng Sơn Nằn mời gọi co Tao Má Việt Nam trò về có gia cha hơn. Sơn Nằn mời gọi co sau hủ Hava mời gọi co Tao Má Việt Nam. Dú buổi dết về thì có mi cài bắt nưng nang về đại tuyển dũng lại hòn cắp ngân lừng Hàn Quốc lao động té hốt họ xếp hà chiếc hoàn ngân bẩn nưng. Trung tâm dịch vụ VZ Dú Hà Nội có tổ chức cả ngòn thành phố. Dú bưng huyền thì tên huyết quân lao động bưng quân năm dệt rú Nhật Bản ma toi chương trình gồng bộ lao động thương bình xã hội có bỏng cắp bưng tổ chức còn nhằn đại lúc choi giờ. Mở khỏi con lưng choi giờ bưng thập tập sinh Việt Nam ma Nhật Bản dệt về toi chương trình gồng mở khỏi bỏng cắp bưng chính sách choi giờ do VZ giúp bưng doanh nghiệp Nhật Bản làng chơ thực tập sinh Tam Mắc Mưng té giảm hot dĩ hà bỉ. Bừng buổi do Hà Phê Dệt neo nỉ có tác hủ ngay đi hợp quốc lao động dung ước no Tao Má do Phê Dệt tại tên bổng kiến đế số cải nản nếu chớ quân lao động yên trời ma mương khu nỉ là khu hông vân gióm số lao động rú mương no có Tao Má mương nhất lo sòng mương xuất khẩu lao động chính là Nhật Bản cánh Hàn Quốc cảnh nỉ có 16 sòng hỏi Hà Xíp bắt lao động Việt Nam đang dệt về rú Nhật Bản cánh Hà Xíp bắt lao động rú Hàn Quốc.